Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiểu Chủ Nương ở Biên Quan tập 12. Khương Ngôn Ý có chút hoảng, có khi tiểu tình lữ người ta ầm ĩ chút thôi. Đại tướng quân quay đầu tìm mình, chắc vì muốn chọc tức cô nương kia. Thiết nghĩ có thể được người trong hoàng thất như hắn thích thì cũng phải là cô nương con nhà thế gia. Bây giờ mình xuất hiện, chẳng khác nào nữ phụ ác độc thừa lúc nữ chủ vắng nhà mà chen vào. Sau này nhất định sẽ bị ghi hận, lúc đó không ai cứu được. Nghĩ vậy Khương Ngôn Ý đau cả đầu. Nàng cảm thấy nhất định phải cùng Phong Sóc giải thích rõ ràng, nếu không đến lúc đó không cách nào biện giải. Khương Ngôn Ý đứng ở cửa một chút, phát hiện trên đường đã không còn thân ảnh Phong Sóc. Nhớ lại lúc nãy hắn có nói một hồi sẽ quay lại, nàng tạm thời để việc này qua một bên, dọn dẹp chén đũa rồi về hậu viện xử lý bồn tỏi ngâm kia. Sáng nay nàng đã bóc vỏ tỏi rồi ngâm trong chậu nước gần một ngày. Vị hằng của tỏi đã vơi đi không ít. Nàng vớt tỏi lên rồi đem hong khô, lát nữa bỏ vào hũ rồi chế thêm nước muối là được. Ngâm tỏi chừng 3 ngày vị cay sẽ mất, sau đó đổ đường vào. Tỏi ngâm muốn ăn ngon thì bước bỏ đường này là mấu chốt. Cách truyền thống là dùng đường đỏ, nhưng Khương Ngôn Ý cảm thấy dùng đường đỏ màu sắc quá đậm, nhìn không được đẹp. Trước đó nàng mua không ít đường trắng làm bánh hoa quế, lấy đường đó để làm cũng được. Mà đường để cạnh hoa quế vài ngày cũng lây mùi hoa quế, dùng ngâm tỏi sẽ có mùi hoa quế nhàn nhạt. Lúc Khương Ngôn Ý đang ngồi trong sân làm việc, bên ngoài cửa hàng có người cất tiếng gọi: Khương trưởng quỹ có đây không? Chén bát ngài đặt ở lò sứ đưa tới rồi. Nàng vội nói với Thu Quỳ đang trẻ củi: Đi, chúng ta ra ngoài lấy chén bát. Tiệm lẩu muốn thu hút khách hàng, hương vị khẳng định là quan trọng nhất, nhưng phục vụ bằng bộ chén đũa trên thị trường không bán sẽ gây ấn tượng với thực khách hơn. Như vậy, người thích món ăn sẽ thấy nồi lẩu rất ngon, người không có thích món ăn sẽ thấy nơi này độc đáo, có phong cách. Khương Ngôn Ý dẫn Thu Quỳ từ hậu viện ra ngoài. Ngay bên ngoài cửa hàng đang đậu một cỗ xe bò, đứng ngay bên cạnh là một vị thái thái độ tuổi lục tuần, chuẩn bị di chuyển chén bát mâm sứ xuống. Trên xe bò còn có thêm một người, người nọ mặc áo màu xanh, dùng mạo tuấn tú, phong thái nho nhã. Không phải Lục Lâm Viễn thì là ai? Hắn ta vung tay áo ôn hòa nói: Lão nhân gia, để ta giúp ngài chuyển đồ xuống. Lão thái thái nói: Công tử chở ta một đoạn đường đã tốt lắm rồi, sao có thể phiền toái ngài nữa. Lục Lâm Viễn khiêm tốn cười một tiếng: Không phiền, ta cũng chỉ tiện đường thôi. Lúc nói lời này, hắn ta tiện tay cầm một chồng chén nhỏ có hình hoa lê xuống. Lò hầm ở biên quan làm đồ không tính là tinh xảo, nhưng thắng ở chỗ tạo hình độc đáo, có ý tán dương nói: Sư phụ làm ra khuôn này tay nghề thật tốt. Lão thái thái thấy hắn ta là kiểu người đọc sách, nhưng không giống những người tự cho mình là siêu phàm, khinh thường cùng dân thường bọn họ giao tiếp, lại sinh ra mấy phần hào cảm, cười hà hà nói: Khuôn mẫu không phải do sư phụ của lò sứ làm, mà là trưởng quỹ của cửa hàng tự mình đưa tới. Lục Lâm Viễn nghe lão thái thái nói thì sinh ra vài phần hiếu kỳ, muốn gặp vị trưởng quỹ này một lần. Hai người mới bước lên thềm đá thì đụng với Khương Ngôn Ý và Thu Quỳ đang bước ra. Vừa nhìn thấy Khương Ngôn Ý thì hắn ta vô thức nhíu mày, nhưng lão thái thái bên cạnh đã thân thiện cùng nàng chào hỏi: Khương trưởng quỹ, hôm nay lão hữu đem hàng tới đưa cho ngài, ngài nhìn thử xem có được không. Khương trưởng quỹ, đồ sứ này là nàng đặt làm. Trong mắt Lục Lâm Viễn lóe lên kinh ngạc, không khỏi nhìn quanh đánh dáng cửa hàng. Mặt tiền của cửa hàng được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong trưng bày bàn ghế chỉnh tề. Bối cảnh tuy không tính là cực kỳ lịch sự tao nhã, nhưng học đòi văn vẻ thì tuyệt đối đạt. Khương Ngôn Ý thấy Lục Lâm Viễn thì cũng sững sờ, ký ức cuộc nói chuyện không vui lần trước nàng vẫn còn nhớ mồn một đây. Nhưng lão thái thái đang nói chuyện chén bát, nàng chỉ đành đem lực chú ý kéo lại, chỉ coi như không thấy tên này. Cùng lão thái thái kiểm kê hàng hóa, thấy không có cái nào bị hư thì thanh toán cho bà. Để ngài phải đi xa một chuyến rồi. Khương Ngôn Ý rót trà đưa qua. Hôm đó chiều đãi Phong Sóc mà trong tiệm không có lấy một chén trà, nên sau đó Khương Ngôn Ý vội đi mua không ít trà nhài. Tuy không quý báu nhưng hơn ở chỗ lúc ngâm nở rất đẹp, hương vị chấp nhận được, để làm nước trà miễn phí cho thực khách hôm khai trương cũng không tồi. Lão thái thái nói cảm ơn tiếp nhận chén trà. Vị trí của lò gạch quá bất tiện, đứng đợi nửa ngày cũng không thấy cái xe bò xe la nào đi qua à. May có vị công tử này thiện tâm cho ta đi nhờ một đoạn, nếu không thì hôm nay không biết khi nào mới đưa đồ cho trưởng quỹ ngài được.
Khương Ngôn Ý xem như biết vì sao Lục Lâm Viễn lại xuất hiện ở đây, khách khí nói cảm ơn với hắn ta, sợ hắn lại hiểu lầm cái gì, châm trà đều để Thu Kỳ làm. Lục Lâm Viễn thấy bộ dáng nàng như sợ cùng hắn nhắc lên nửa điểm quan hệ, tâm tình bữa giờ vất vả lắm mới bình phục lại phức tạp lên. Hắn ta không nhớ rõ dáng vẻ đời trước của Khương Ngôn Ý, chỉ là có thói quen mỗi lần thấy nàng thì có cảm giác chán ghét. Nhưng giờ khác này, hắn ta phát hiện người trước mắt cùng người mà mình luôn tránh né kia không có nửa điểm ăn khớp. Chén trà trên tay cũng uống không vào. Lục Lâm Viễn nghe hai người nói chuyện mới biết nàng muốn mở tiệm ở đây. Hắn không biết rốt cuộc Khương Ngôn Ý đã gặp phải chuyện gì mà khiến cho một thiên kim tiểu thư 10 ngón tay không dính nước xuân như nàng lại ở chỗ Biên Thùy này mở quán ăn. Nhưng tất cả những điều này đâu có căn hệ gì tới hắn. Lúc rời đi, Lục Lâm Viễn đứng dưới bậc thang hướng về Khương Ngôn Ý làm cái vái chào. Lục mỗ chúc cho chủ quán sinh ý thịnh vượng. Nếu nàng đã buông xuống tất cả quá khứ, mình cần gì phải đem chuyện cũ năm xưa để trong lòng. Chỉ là thời điểm người kia khẽ cúi chào, nói ra câu đà tạ, đáy lòng hắn ta vẫn không khỏi có chút buồn vô cớ. Gió nhẹ nhàng phất qua hai má Lục Lâm Viễn, phỏng phất giống như cô nương đã thích hắn ta hơn 10 năm kia, tại một tiếng đa tạ này mà biến mất vĩnh viễn. Phòng sóc mang một xe đầy lễ vật trở về, vừa vặn bắt gặp Lục Lâm Viễn nhìn Khương Ngôn Ý thở dài, mà nàng cũng thì lễ với hắn ta. Hôm đó ở quân doanh, hai người họ tựa hồ không hợp nhau, sao hôm nay đột nhiên tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi. Gần đây phòng sóc nhiều việc quấn thân, quan hệ của hai người này thế nào vẫn chưa kịp trả rõ. Nhưng từ xa nhìn lại, dáng vẻ của trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Không hiểu sao, hắn cảm thấy vô cùng chói mắt, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Xe ngựa chạy tới ngay lối ra vào cửa tiệm của Khương Ngôn Ý thì dừng lại. Phong Sóc xài một bước chân đã xuống xe. Vương gia. Lục Lâm Viễn vừa thấy Phong Sóc thì nỗi buồn vô cớ bỗng chốc biến mất, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong mắt đều lượt sùng bái. Phong Sóc lãnh đạo gật đầu hỏi thăm, sao hiền chất lại ở đây? Lục Lâm Viễn vội nói, trên đường tới đây vô tình gặp lão thái thái không bắt được xe, mới chở bà ấy một đoạn đường. Ở kinh thành đương nhiên không có xe bò, nhưng ở biên quan ngựa đều bị đem vào quân doanh. Bách tính nếu không muốn đi bộ thì có thể thuê xe bò hay xe la, chỉ có một ít còn lại quyền quý mới nuôi ngựa trong nhà để di chuyển thôi. Phòng sóc nhìn qua lão thái thái đưa đồ sứ, bà ấy bị khí thế quanh thân đại tướng quân chấn nhiếp nên không dám nói một lời. Hắn nghe Lục Lâm Viễn nói xong thì cũng chỉ nhẹ gật đầu, xem như đã hiểu. Biết được đây chỉ là trùng hợp, sắc mặt phóng sóc mới tốt lên một chút, giống như vô ý hỏi. Hình như hiến chất và trưởng quỹ cửa hàng này có quen biết. Lục Lâm Viễn không muốn người mình xung kính phát hiện trước đây mình từng nói dối, thề thốt phủ nhận. Không có, Lâm Viễn mới biết cô nương này muốn mở tiệm ở đây qua miệng của lão thái thái thôi, lúc nãy mới chúc mừng nữ trưởng quỹ vài câu. Nghe hắn ta giải thích xong thì tâm trạng của phóng sóc hoàn toàn buông xuống. Mặc dù ăn nói vẫn uy nghiêm như cũ, nhưng không khỏi khiến người khác cảm giác nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thấy trên xe Lục Lâm Viễn có chất vài trùng sách cùng ít đồ đạc, tiện thể hỏi một câu, hiền chất tìm được chỗ ở chưa? Lục Lâm Viễn đang làm quan ở kinh thành mà bị giáng chức tới Tây Châu, đảm nhiệm việc trông nom sổ sách, chức tổng cửu phẩm, đối với con trai trưởng thế gia mà nói như vậy chẳng khác nào bị sỉ nhục. Nhưng trên mặt hắn ta chẳng hề có vẻ than trời trách đất, mới ở tuổi này nhưng lòng dạ có thể rộng lượng đến thế. Bỏ thành kiến của mình đối với hắn ta qua một bên thì Phong Sóc cảm thấy người này thật sự có tài. Ngày đó sau khi từ biệt ở quân doanh, Lục Lâm Viễn chưa từng được vương gia triệu kiến. Nguyên bản có chút thấp thỏm, bây giờ nghe Phong Sóc chủ động hỏi chuyện chỗ ở, kích động vạn phần nói, đã tìm được, ở ngay hẻm nhỏ đằng sau phủ đô hộ. Từ hẻm đó đến tiệm của tiểu chu nương đi bộ còn chưa tới nửa nén nhang. Tuy Lục Lâm Viễn nhiều lần phủ nhận bản thân không quen biết tiểu chủ nương, nhưng Phóng Sóc càng tin tưởng trực giác của mình hơn. Trên mặt không lộ bất cứ biểu cảm nào, chỉ nói, từ hẻm đó đến nhà môn có hơi xa, bổn vương nhớ mình có phủ trạch cắt đường gần phía nhà môn nhưng không cần dùng đến, hiền chất cứ cầm lệnh bài của ta tới đó đi. Sao có thể vì việc nhỏ này mà làm phiền vương gia? Đời trước Lục Lâm Viễn đã một lần trải qua tình người ấm lạnh. Người của nhà môn rất bài xích với người ngoài, bày đủ thủ đoạn sau lưng làm khó. Có điều đời này hắn ta ngược lại cũng không cảm thấy phẫn uất giống như kiếp trước. Nhưng phản ứng của vương gia thật sự nằm ngoài dự đoán. Lục Lâm Viễn còn chưa kịp nói gì thì Phong Sóc đã móc ra một tấm lệnh bài ném tới.
Đi thôi, đừng từ chối nữa. Trong nhất thời, lòng sung bái của Lục Lâm Viễn lại trỗi dậy. Không hổ là anh hùng mà mình ngưỡng mộ, mình còn chưa thành phụ tá dưới trướng mà ngài ấy đã quan tâm mình ngủ nghỉ thế nào. Đáng tiếc, kiếp trước hắn ta không có cơ hội diện kiến vương gia. Cũng may được sống lại lần nữa, hết thảy đều có thể thay đổi. Lục Lâm Viễn cầm khối lệnh bài, trong lòng vô cùng cảm kích, cả người tỏa ra cỗ khí thế, thề chết cũng phải phò tá Phong Sóc đoạt được Giang Sơn mới thôi. Lục Lâm Viễn mới nói với Phong Sóc có mấy câu mà mặt đã tràn đầy hồng quang, giống như phần cuồng thành công gặp được thần tượng. Khương Ngôn Ý nhìn mà lâm thật sâu và trầm mặc. Đây thật sự là nam phụ phong lưu phóng khoáng, chiên lan ngọc thụ trong sách sao? Có khi nào hắn ta cũng bị người khác xuyên qua không? Nàng không thể xuất thần quá lâu, vì Phong Sóc đã bưng một chồng lễ vật cao tiến vào tiệm. Hắn đặt một đống hộp xanh xanh đỏ đỏ lên bàn, quay lại nhìn nàng, tai lại bắt đầu đỏ lên, chỉ thốt ra được hai chữ: lễ vật. Lần đầu tiên Thư Quỳ thấy có người tặng nhiều lễ vật như vậy, tò mò nhìn xem. Phong Sóc lườm nàng ấy một chút, lấy hộp nhỏ nhất quăng qua. Thư Quỳ nhìn cái hộp nhỏ của mình, lại nhìn trông quà cao ngất trước mặt Khương Ngôn Ý, không hiểu vì sao đột nhiên có chút no bụng. Phong Sóc nói với Khương Ngôn Ý: những cái này tặng cho nàng, trên xe còn có nữa. Nàng vừa gọi hắn lại: đại tướng quân. Phong Sóc quay đầu, nắng chiều chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của hắn. Mới đầu gặp nàng chỉ thấy gương mặt này quá mức lạnh lùng, không biết từ lúc nào đã nhu hòa đi rất nhiều. Mắt phượng ngậm ý cười, lấp lánh như bầu trời sao. Sao thế? Nhìn khuôn mặt tươi cười sinh động trước mắt, trong khoảnh khắc Khương Ngôn Ý cảm thấy hắn làm vậy thật sự vì muốn dỗ mình vui vẻ. Nhìn nàng rất nhanh dập tắt suy nghĩ đó. Nghĩ gì đâu không, đại tướng quân chỉ là bị cô nương trong lòng tổn thương nên mới muốn tìm người khác ký thác tình cảm mà thôi. Khương Ngôn Ý nghiêng mặt nói: những thứ này ta không thể nhận, đại tướng quân ngài lấy về đi. Ý cười trên khóe môi thu lại, Phong Sóc nhìn nàng hỏi: cái gì? Ánh mắt bằng lãnh làm nàng có ảo giác nếu mình nói sai một câu sẽ bị bẻ cổ ngay tức khắc. Khương Ngôn Ý tự động rụt cổ một cái, nhưng lời nên nói vẫn phải nói, không thể cứ tiếp tục mơ hồ mà điểm mọi chuyện đi quá giới hạn được. Ngẩng đầu ngây tiếp ánh mắt của hắn nói: nếu đại tướng quân có người trong lòng thì nên đối với nàng ấy thật tốt, cho dù cãi nhau thì cũng phải ngồi lại tìm cách giải quyết vấn đề, đừng vì nổi tính tình mà muốn chọc tức nàng ấy, đem dân nữ ra làm trò đùa. Phong Sóc gắt gao nhìn chằm chằm nàng: nàng cảm thấy ta đang đùa giỡn à? Khương Ngôn Ý muốn quay mặt đi nhưng bị ánh mắt bức bách kia nhìn chằm chằm, không có lá gan dám cử động. Phong Sóc tiến lên một bước, ánh mắt nặng nề, tia nắng chiếu cuối cùng đã dần tắt. Khương Ngôn Ý bị bất ngờ lui về phía sau một bước, nàng lui, hắn lại tiến. Cuối cùng nàng bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Tới khi hắn chỉ còn cách nào một bước chân thì không tiến thêm nữa. Nhưng Khương Ngôn Ý cảm thấy khí thế áp bách quanh người hắn giống như một cây lưới lớn đang vây lấy nàng. Hoa hoa! Thu Quỳ cho là Phong Sóc có ý đồ xấu với nàng, muốn đi qua hỗ trợ. Bỗng nhiên Phong Sóc tràn ngập lệ khí quay đầu lại: lui ra! Thư Quỳ bị dọa sợ sắp khóc, không chịu đi, lại không dám tới gần. Không được ăn hiếp Hoa Hoa! Khương Ngôn Ý sợ hắn giận lây sang nàng ấy, vội nói: không có việc gì, em cứ vào hậu viện chờ ta đi. Thư Quỳ lắc đầu không chịu đi, Khương Ngôn Ý trấn an nói: nghe lời, tối nay làm bánh mứt táo cho em ăn, ta muốn nói chuyện rõ ràng với đại tướng quân. Lúc này Thư Quỳ mới cẩn thận bước từng bước về hậu viện. Phòng Sóc lập tức ném một chiếc đũa vào thèn giữ cửa. Cửa bà một tiếng khép lại, đũa rơi xuống đất, tim Khương Ngôn Ý cũng không khỏi rùng lên một cái. Không ngờ hắn chỉ ném một chiếc đũa mà lực lại lớn như vậy. Nàng bị Phong Sóc dồn đến góc tường, ánh trời tà le lói, người lưu tới trên đường cũng vơi dần. Cho dù có người đi ngang qua cũng không thấy chỗ góc chết này. Đột nhiên Khương Ngôn Ý cảm thấy có lẽ mình còn chưa hiểu rõ hắn, nếu không thì sẽ không lựa chọn cách ngả bài đi tới cái chết này. Không lẽ nàng còn chưa biết cô nương ta thích là ai sao? Người trong lòng ta chính là nàng. Khương Ngôn Ý nghe hắn tự giễu bản thân, gương mặt dưới bóng chiều lộ ra mấy phần tái nhợt. Trái tim nàng giống như bị thứ gì đập một cái, vô thức phủ nhận: Ngài đừng trêu tôi nữa. Trêu nàng? Đáy mắt Phong Sóc nổi lên mấy phần trào phúng. Không phải chính nàng đang trêu đùa ta sao? Khương Ngôn Ý choáng váng, nói cứ như nàng là cái cha nữ phụ bạc tình nghĩa của hắn vậy.
vừa sợ vừa không biết làm sao. Ta thề ta không có. Phong Sóc nhìn sâu vào mắt nàng. Không phải nàng nói ta rất tốt sao? Nàng gật đầu lia lịa. Đúng vậy. Ngài là người tốt, Lý sư phụ cũng là người tốt, Triệu Đầu Nhi cũng là người tốt, Thu Quỳ cũng là người tốt. Phong Sóc ba chấm. Nguyên lai người tốt trong miệng nàng có ý như vậy, cho nên ngay từ đầu chỉ có hắn tự mình đa tình. Khóe môi Phong Sóc nhấp thành một đường thẳng, hàn ý từng tầng lan ra, che giấu phần tổn thương kia. Hắn bỗng nhiên dùng sức đấm vào vách tường, dọa cho Khương Nguyên Ý nhắm chặt mắt. Phong Sóc nhìn xem nàng vì quá sợ hãi mà mím chặt môi anh đào, mí mắt rung rinh như cánh hoa. Trong nháy mắt, hắn ác liệt nghĩ, muốn giữ lấy nàng, muốn cắn đôi môi kia chảy máu, giải tỏa nỗi hận trong lòng. Hắn thật sự cúi đầu tới gần mặt nàng, nhưng đến lúc chỉ còn cách một khoảng nhỏ thì dừng lại. Cuối cùng lùi lại một bước, đè xuống tức giận trong lòng. Là Phong Mỗ đường đột. Dứt lời, không nói thêm câu nào, quay đầu bước đi. Khương Ngôn Ý đứng ở phía sau, trong đây tay hắn siết chặt thành quyền, móng tay đâm qua từng vài trắng, có máu đỏ tươi tràn ra. Nàng giật mình, hình như là mình hiểu lầm đại tướng quân. Nhưng mà sao hắn lại thích mình được? Hình như vốn cho rằng chủ tử ra ngoài bình ổn tâm trạng, ai ngờ lúc hồi phủ khí tức quanh người so với lúc ra phủ còn muốn âm trầm hơn. Chủ tử, ấy. Hình như vừa mới bước lên đã bất thình lình bị Phong Sóc đánh một chưởng vào vách tường đối diện. Hắn ta không chút phòng bị, bỗng nhiên bị một chưởng như thế, cả người đều mộng bức, mái hiên lợp ngói cũng bị rớt xuống vài viên. Trên thân Phong Sóc lệ khí vườn quanh. Kêu tất cả tử sĩ đến diễn võ trường. Hình nhiều nhìn bóng lưng Phong Sóc rời đi, một tay che ngực, một tay vịn tường đứng lên, thầm nghĩ lần mà chủ tử tức giận như vậy, chỉ có lúc hay tìm tiền hoàng muốn thái hoàng thái phi đi theo tề táng. Không biết lần này rốt cuộc là chuyện gì. Đêm nay, mấy trăm tử sĩ của toàn bộ phủ đồ hộ đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, có quắp nằm trên mặt đất, đến sức bò dậy cũng không có. Bổn vương đứng làm nuôi một đám phế vật mà, ngày mai tiếp tục. Phong Sóc đứng giữa diễn võ trường, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trên mặt có vết thương càng lộ vẻ hung hãn, lệ khí giữa lông mày chỉ tăng không giảm. Tử sĩ ngã trên đất, lòng kêu khổ cũng không dám lên tiếng. Giữa thu, sen trong áo phủ đô hộ giờ đã tàn lụi, chỉ còn trơ ra mấy đài sen khô. Ban đêm nước trong ao lạnh thấu xương, Phong Sóc cười trần tiến vào trong hồ. Vết thương trong lòng bàn tay dính nước lạnh, mùi máu tươi cũng phải nhạt bớt. Hắn giơ tay lên, yên lặng nhìn băng gạc trên tay không ngừng nhỏ xuống máu loãng, chẳng còn người lộ ra mấy phần tự diễu cùng chán nản. Trên bờ chuyển đến tiếng bước chân, là Hình Nghiêu. Trên tay của hắn ta cầm một bức thư. Chủ tử, có mật báo của thám tử từ kinh thành truyền đến. Bên trên có đóng ám hiệu là cấp báo. Lúc Phong Sóc xoay người lại, trong mắt chỉ còn hờ hững nghiêm túc của ngày thường. Hắn vừa lên bờ, lập tức có thị vệ tự động chạy tới khoác áo lên. Phong Sóc mở thư tín, lấy tờ giấy bên trong ra đọc nhanh như gió. Lông mày hắn nhíu lại, sau một hồi trầm tư thì giờ phong thư tới chỗ thị vệ đang cầm ngọn nến đốt thành trò bụi. Tiểu hoàng đế muốn đối phó Sở Gia. Hình như cân nhắc lợi hại trong chốc nhoáng. Hoàng đế đụng Sở Gia có lẽ là vì chuyện Sở Dung Bình đến Tây Châu mang quan tài hồi kinh. Bọn họ và Sở Gia không lui tới. Đời này Sở Gia chỉ có Sở Dung Bình là lên được mặt bàn. Nhưng vì hôn sự với trưởng công chúa năm đó đã mất đi thánh tâm. Nếu Sở Dương Bình vẫn còn là tổng binh Vân Châu năm nào, qua lại với ông ta cũng tốt. Nhưng hiện ông ta đã bị hoàng đế đoạt binh quyền, giáng chức đi Vĩnh Châu. Vĩnh Châu bên kia so với Tây Châu còn muốn bần cùng hơn. Ông ta muốn Đông Sơn tái khởi, 10 năm e còn khó. Bất kể nhìn kiểu gì, chuyện hoàng đế động Sở Gia, bọn họ khoanh tay đứng nhìn mới là tốt nhất. Tuy chủ tử chậm chạp chưa đưa ra quyết định, nhưng hình như đã đoán được đại khái. Phong Sóc về phòng tiếp tục xử lý công văn và thư tín còn lại. Mật thư có ám hiệu cấp báo hắn đã xem hết, cái không có ám hiệu cũng đã xem hơn phần nửa. Bởi vì trong lòng phiền muộn nên tối nay Phong Sóc làm việc không được tĩnh tâm lắm. Một tay cầm bút, một tay vuốt mi tâm. Mang trà tới. Hình nhiều nhanh chóng mang trà lên. Phong Sóc dùng tay bị thương ra đón, không ngờ trà vừa dùng nước sôi pha, tay chạm vào nóng đến kinh người. Hắn giật mình nên cầm không chắc, chén trà rơi xuống thừa án, nước nóng đổ ra đầy bàn. Phong Sóc không quan tâm tay bỏng, vội cầm sổ con thư tín lên. Hình Nhiều bị dọa quỳ rạp xuống đất. Thượng hạ đáng chết.
Phúc Hỉ ở một bên nhanh tay lẹ mắt, cầm khăn sạch để lên bàn, phòng cho nước trà lại lan ra. Sắc mặt Phóng Sóc nặng nề, không nói không rằng, dọn dẹp thư án xong lại đặt đồ đạc trở về chỗ cũ. Lúc nãy vội vàng, tuy không có kén nào bị ướt rách, nhưng không ít thư tín bị dính nước ở góc. Phóng Sóc định đem mấy thư bị ướt đi lau khô thì vô tình lướt qua một lá nằm ở dưới chót. Trên bìa thư là kiểu chữ châm hoa tiểu khải tỏ bằng kế đấu, vô cùng quen mắt. Hắn rút lá thư này ra, thấy địa chỉ muốn gửi là sở gia ở kinh thành, còn người không khỏi híp lại. Có thể đem châm hoa tiểu khải viết lớn thành kế đấu, trên đời này hắn chỉ mới gặp qua một người có thiên phú như vậy. Mở bức thư ra đọc, càng nhìn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng, không biết vui hay giận mà nhấn mạnh từng chữ. Nàng là Khương Nguyên Ý. Kinh thành, hai ngày sau, mới sáng sớm đã có hai chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Khương Phủ. Trên xe có ký hiệu một chữ sở. Vớ giả từ trên xe bước xuống gõ cửa, người say vặt tò mò ló đầu ra hỏi. Cho hỏi có chuyện gì? Vớ giả quát. Lão bà tử ta là người trong viện của lão phu nhân sở gia Kim Lăng. Mấy hôm nay trong người lão phu nhân không khỏe, nhớ tứ cô nãi nãi lên sai ta hôm nay đón tứ cô nãi nãi về sở gia gặp mặt. Tứ cô nãi nãi sở gia chẳng phải là chủ mẫu Khương gia hay sao? Gã sai vặt vừa nghe nói là người sở gia lập tức chặn cửa không cho người vào. Phu nhân điên rồi nên đã bị lão gia hạ lệnh nhốt trong viện, không ai được gặp hết. Vớ giả là người lợi hại, lập tức chống nạnh mắng to. Hương thần phụ lão qua đường ngó lại đây mà xem, Khương gia đúng là không phải người. Cô nãi nãi nhà ta đến làm phu nhân Khương phủ, bệnh nặng chẳng những không được mời đại phu, bây giờ lão phu nhân ở nhà mẹ đẻ thân thể bệnh tật, muốn nữ nhi xuất giá vì gặp mặt lần cuối mà Khương gia tới cửa còn không chịu mở. Cô nãi nãi số khổ đáng thương của ta, sao lại gả chúng vào cái nhà toàn người thế này hả trời. Lão phu nhân nhà ta vốn có bệnh trong người, mời cô nãi nãi về thăm nhà một cái cũng không được. Khương Kính An dù gì cũng là quan to tam phẩm, không lẽ đọc sách thánh hiền đều đem cho chó ăn rồi. Vớ giả sở giả to giọng mắng, thanh âm bay đi mấy con phố ai cũng nghe được. Người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, từng người đều trách móc chỉ trỏ Khương gia. Gã sẻ vặt thấy chuyện này không xử lý được, lập tức đi báo quản gia. Lúc này Khương Thượng Thư đã tiến cung, đang không ở trong phủ. Quản gia thấy nếu cứ để cho người ta mắng cũng không được, đành phải lau mồ hôi trên trán, tranh thủ mở cửa mời người tiến vào. Lão già không biết hôm nay người sở phủ sẽ tới nên vừa vào cung rồi, nếu phủ chiêu đãi không chu toàn mong mọi người bỏ qua. Vớ già sở già cười hừ. Khương gia người bây giờ đã có một vị tần nương nương nên thềm cửa cũng cao vô cùng, nếu không phải cô nãi nãi chúng ta còn đang trong phủ các người, sở gia ta cũng không dám trèo cao dẫm vào cửa vọng tộc này. Bà ta theo người khi thế đi vào viện Khương phu nhân, quản gia muốn ngăn cũng không được. Lúc đi ngang qua cửa hoa viên thì chợt thấy một nữ tử súng xính đi tới. Tuy mặc quần áo nhà hoàn nhưng trên tay lại đeo vòng tay vàng khắc hoa, khuyên tai bằng ngọc đông châu thượng phẩm, trên búi tóc còn cắm mấy cây châm vàng diễm lệ. Không có món trang sức nào mà một nhà hoàn nên đeo. Yên Hồng thấy đoàn người Vũ gia xuất hiện, lông mày tô vẽ kỹ càng hơi nhíu, dùng điều bộ chủ nhân khiển trách. Làm gì mà ồn ào quá vậy, còn có chút quý củ thể thống nào không? Vớ giả cười lạnh. À, Khương Thượng Thư nạp thiếp lúc nào mà nửa điểm phong phanh sở gia ta cũng không nghe thấy. Yên Hồng vừa nghe là người sở gia thì sắc mặt biến đổi, lại bị vớ giả cạnh khóe, sắc mặt càng khó coi. Quản gia vội nói. Đây là Yên Hồng cô nương, vốn là tiểu tì bên cạnh đại tiểu thư, nhưng hiện giờ đang hầu hạ mài mực trong thư phòng lão gia. Nguyên lai chỉ là cái tiện tì, nếu không nói còn tưởng là nữ chủ của quý phủ không? Vớ giả liên tục khiêu khích, đến mức trên mặt quản gia như sắp không chịu nổi. Ông ta nói. Phu nhân bị bệnh nên mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ bây giờ đều do Yên Hồng cô nương trông coi. Đây là đang ngầm nói cho vớ giả sở ra biết chuyện Yên Hồng làm thiếp chỉ là việc sớm muộn. Vừa nói xong đã thấy vớ giả bước lên, một tay túm lấy búi tóc trải tỉ mỉ của Yên Hồng, một tay cho nàng ta hai cái tát như trời giáng. Một cái đệ tử tào lãng tiện hóa mà cũng xứng nói quy củ trước mặt người nhà mẹ đẻ của đường gia chủ mẫu. Vớ giả hùng hăng cho Yên Hồng một trận. Nếu người thật sự được nâng làm thiếp thì gặp người nhà của chủ mẫu phải dập đầu hành lễ. Có điều gia phong của Khương gia cũng thật tốt, tỳ nữ bên người nữ nhi lại bò lên giường phụ thân, Khương Kính An cũng không sợ bị người ta nói cho gai cuộc sống. Yên Hồng chỉ cảm thấy da đầu như sắp bị giật xuống tới nơi,
mặt cũng bị đánh vô cùng đau rát, không kìm được khóc lớn. Hộ viện Khương gia muốn chạy lên ngăn cản, nhưng bị người Sở gia cản trở tay chân. Sau khi Sở Tam gia tòng quân thì hạ nhân trong phủ tự nhiên cũng đổi thành người luyện võ. Hộ viện Khương gia không phải là đối thủ của họ. Quản gia quát: "Sở gia các người đừng có quá đáng, ở đây là Khương phủ." Vú giả đưa tay giật mạnh khuyên tai trên tay Yên Hồng ném xuống, lấy chân đạp lên. "Quá đáng sao bằng nha hoàn Khương gia ngươi? Đeo vàng đeo bạc, tổ mắt vẽ lông mày, sợ là tiểu thiếp nhà khác cũng trôi qua không thoải mái bằng ả ta. Giờ cô nãi nãi nhà ta đang bệnh nên ta mới giúp cô nãi nãi giáo huấn cái điều nô sằng bậy này." Lỗ tai Yên Hồng bị kéo tới chảy máu, nàng tật ngồi sụp xuống đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. "Khinh người quá đáng, Sở gia các người đúng là khinh người quá đáng, ta không còn mặt mũi nào sống nữa." Nói rồi liền muốn chạy tới hòn non bộ gần đó đâm đầu tự sát, nhưng được bọn nhà hoàn trong phủ vội vàng ngăn lại, lao nháo an ủi. Vú giả hầu hạ bên người Sở lão phu nhân cả đời, hồ ly tinh dạng gì còn chờ gặp. Thấy thế trực tiếp đi qua, nắm chặt tóc Yên Hồng, ấn đầu nàng ta đập đầu xuống đất hai cái cho tới khi thái dương rách ra, máu tươi chảy ròng. Lần này Yên Hồng không nháo nhào muốn tìm chết nữa, kêu khóc hù: "Cứu mạng." "Không phải không sống nổi nữa à? Sao bây giờ còn kêu cứu làm gì con tiện đệ tử? Mới bao cần bao lượng mà dám giở trò yêu sách trước mặt bà tử ta đây." Vứ giả một mặt xem thường ném nàng ta xuống đất, dẫn người đến thẳng viện của Khương phu nhân. Viện của Khương phu nhân không chỉ bị khóa lại, còn cho người trông coi. Vứ giả giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp ra lệnh cho tùy tùng đánh gãy chân hai hộ viện canh gác, phá cửa đi vào. Nhà hoàn vứ giả bên trong biết đương gia chủ mẫu thất thế nên hầu hạ cũng không thèm để tâm, thậm chí chiếm đồ của Khương phu nhân về cho mình xài. Lúc cửa lớn mở ra, bọn họ còn đang ngồi trong sân ngậm hạt dưa tám việc nhà, thấy nhiều người khí thế hùng hổ xông vào mới kinh hoàng đứng lên. Vứ giả liếc mắt phát hiện trong đám không có gương mặt quen thuộc nào, tâm không khỏi chìm xuống gầm thét: "Phu nhân các người đâu?" Khương phu nhân đã bị nhốt trong phòng, nghe giọng nói quen thuộc thì ra sức đập cửa kêu khóc: "Dương mama, là Dương mama sao?" Tâm Dương bà từ run rẩy, Khương phu nhân chỉ nghe giọng nói đã đoán ra bà ấy có dáng vẻ nào giống người điên đâu. Vội vàng mang người tới gần căn phòng có tiếng nói, phát hiện phòng của Khương phu nhân cũng bị khóa trái, tức giận mắt đỏ ngầu: "Cô nãy nãy, sao người lại thành như vậy?" Rèm cửa sổ mấy hôm nay đã sớm bị Khương phu nhân dùng tay xé rách. Dương mama cố gắng nhìn qua khe cửa rộng hai đốt tay, chỉ thấy Khương phu nhân cả người bẩn thỉu, y phục hình như cũng không được giặt. Khó khăn lắm mới thấy người của nhà mẹ đẻ, Khương phu nhân khóc tới mức không thở ra hơi. "Dương mama, tên Khương Kính An kia còn không bằng cầm thú. Hắn bán hết người hầu bên cạnh ta đi, phòng mama cũng bị bán rồi. Hắn sợ ta về nhà ngoại mật báo tên tung tin với người ngoài, ta bị điên rồi giam lại." Phòng mama là nhũ mẫu của Khương phu nhân, đối với Khương phu nhân trung thành không đổi. Nếu phòng mama vẫn còn ở đây, với thủ đoạn của bà ấy, Khương phu nhân cũng không phải chịu tội như bây giờ. Dương bà tử nghe kể mà trong lòng càng tức mắng to: "Thứ lang tâm cẩu phế, nhớ năm đó đường làm quan của hắn ta không thuận, cũng nhờ có tam gia đề bạt mới lên được." Khương phu nhân níu thành cửa khóc giống: "A ý bị đưa tới Tây Châu không biết sống chết ra sao, bà mau về nói với phụ thân viết thư cho tam ca để tam ca đi cứu A ý đi." Dương bà tử lúc này rốt cuộc không nhịn nổi nước mắt, nước nở nói: "Biểu tiểu thư người, người đã được tam gia đón về rồi." Khương phu nhân nghe xong trong lòng vui mừng, nhưng thấy hai mắt Dương bà tử đẫm lệ, trong nháy mắt như ý thức được điều gì, bờ môi run rẩy, cuối cùng không nói nên lời, nước mắt chảy dài. Dương bà tử ra lệnh phá cửa phòng, không có cửa phòng dựa vào, Khương phu nhân lập tức ngã xuống, cũng may có Dương bà tử nhanh chóng giằng tay đỡ. Trên người Khương phu nhân có mùi vị hôi chua, dĩ nhiên đã lâu không được tắm rửa. Đồ ăn trong phòng chỉ có cơm thừa canh cặn, cái bộ đầy cũng không ai chú ý mang đi đổ. Dương bà tử lấy tay lau nước mắt, không đành lòng nhìn tiếp, tự mình đỡ Khương phu nhân ra ngoài. Bước ra khỏi cửa thấy một đám vú già đứng thất thần trong viện, trực tiếp phân phó tùy tùng: "Đánh cho ta, trực tiếp để bọn điêu nô này đánh cho đến chết." Khương quản gia cũng vừa mang theo một đội hộ viện chạy tới, thấy người Sở gia đã cứu Khương phu nhân ra ngoài, quát: "Các người không thể mang phu nhân rời khỏi đây." Khương phu nhân vừa nhìn thấy hắn ta liền phát cuồng, bổ nhào qua, vừa cào cấu vừa chửi: "Cái tên ăn cây táo rào cây sung nhà ngươi." Tùy tùng Sở gia cũng nhờ lúc này đánh cho đám vú già kia kêu cha gọi mẹ,
rằng đều rớt mấy cái mới chịu dừng tay. Người của quản gia muốn cản thì bọn họ cũng không e ngại đối mặt. Trước đây quản gia vốn do Khương phu nhân đề bạt lên, bây giờ lại trở thành tấm phúc của Khương thượng thư. Hắn ta không dám động thủ với Khương phu nhân, chỉ có thể không ngừng tránh né. Trên mặt bị cào sâu mấy chỗ, hơn nữa còn bị cỗ mùi vị gầy mũi trên người bà hôn đến mức buồn nôn. Dương bà tử thấy tùy tùng xử lý xong đám hộ vệ, lập tức đỡ eo Khương phu nhân. Cô nãi nãi, giờ chúng ta mang biểu thiếu gia hồi phủ thăm hỏi lão phu nhân. Thăm lão phu nhân chỉ là cái cớ, quan tài của Khương Ngôn Ý mà Sở Sương Bình mới mang về hôm qua mới là mục đích thực sự. Trước khi đến đây, Dương Bản Tử đã được Sở Sương Bình đặc biệt căn dặn. Khi đến nơi thì lập tức dẫn Khương phu nhân cùng tiểu công tử hồi phủ. Ông đúng là nhìn trúng thời điểm Khương Thượng Thư tiến cung, tận dụng cơ hội này giải với giả tới cấp người. Nếu Khương Thượng Thư còn ngay trong phủ, chắc chắn sẽ không để hai mẹ con Khương phu nhân rời đi. Dương Bản Tử sợ Khương Thượng Thư về liền không đi được, muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Khương phu nhân phát tiết xong lập tức dẫn người cho đoàn người hướng về viện của nhi tử Khương Ngôn Quy. Từ khi gãy chân đến nay, Khương Ngôn Quy không hề bước xuống giường, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ. Tốt xấu gì cũng là con trai độc nhất của Khương Thượng Thư, nên người hầu vẫn có chút để tâm. Ít nhất là thân mình cũng vệ sinh sạch sẽ, có điều cũng chỉ tới mức đó. Tất cả hạ nhân trong viện đều giống như người câm kẻ điếc, mặc kệ Khương Ngôn Quy nổi giận đến nào cũng không hề phản ứng. Hai mẹ con Khương phu nhân hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, ôm nhau khóc giống một trận. Lúc Khương Ngôn Quý biết linh cữu của tỷ tỷ đã hồi kinh, môi mím tới mức trắng bệch, hai tay gắt gao nắm lên ga giường. Hai tay cậu thon dài, xương khớp rõ ràng, bởi vì bệnh liệt giường một thời gian nên màu da gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy gân xanh cùng mạch máu dưới da. Đôi mắt đen giờ đây không còn tí sức sống, trống rỗng đến quỷ dị, chỉ có chuỗi nước mắt lăn từ khóe mi xuống. Cậu không liều lát lên tiếng. Dẫn con đi gặp A tỷ. Trong hoàng cung, tần đế xem sổ con, trên gương mặt tuấn dật tụ lên một tia cười lạnh. Sở Dương Bình dám tự ý rời vị trí, có tâm mưu phản. Thống lĩnh cấm quân đâu? Thống lĩnh cấm quân đứng trước ngự thư phòng nghe lệnh bước ra khỏi hàng. Có tỷ chứ? Tiếng nói u lãnh của tần đế tựa như rắn phun nọc độc. Người lập tức mang 1000 cấm quân tới xét nhà Sở gia. Đoàn người Khương phu nhân vội vã trở về Sở gia. Bà nghĩ đến nữ nhi mà nóng lòng, bất chấp chật vật trên người, trực tiếp đi thẳng về phía quan tài gỗ của Khương Ngôn Ý đặt ở trong sân. Khương Ngôn Quy cũng cùng đi qua, nhưng hai chân cậu đều còn quấn vải thừa, lại không có xe lăn, chỉ có thể do người khiêng cáng mang đi. Nhị lão Sở gia cũng ở trong sân. Sở lão phu nhân lớn tuổi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vào nửa đêm Sở Trượng Bình mang quan tài trở về phủ, bà đã khóc đến ngất một lần. Sở lão thái gia sợ bà thương tâm quá độ, không dám để cho bà nhìn đi nhìn cháu gái ngoại trong quan tài đã thành cái dạng gì. Ông vốn định tự mình nhìn một chút, bị Sở Dương Bình cản lại, nói đổi xiêm y cho Khương Ngôn Ý rồi nhìn sau. Lời nói tuy mịt mờ, nhưng Sở lão thái gia biết được cháu gái ngoại bị đưa đi nơi kia. Lúc này con trai vừa nói như vậy, trong lòng biết cháu gái ngoại sợ là trước khi chết, trên người ngay cả một món quần áo cũng không có, lại rơi xuống không ít lệ. Quải trượng trong tay ông dùng sức chống đất, mắng to. Hôn quân, vô đạo hôn quân. Chờ Khương phu nhân khóc lóc vào sân, nhị lão thấy bà chật vật như vậy, biết cuộc sống của Khương phu nhân ở Khương gia thì lại khóc thêm một trận nữa. Con ta, ban đầu nương cũng không nên đồng ý để người gả cho tên vô liêm sỉ họ Khương kia. Con là vợ cả của hắn, làm sao hắn có thể đối xử với con như vậy? Đứa bé A Ý kia chính là muôn vàn không phải, thì đó cũng là máu thịt của hắn. Người này tâm tư sao lại ác độc như vậy chứ? Sở lão phu nhân ôm con gái khóc như muốn bất tỉnh. Nếu như bọn họ có thể nhận được tin báo cháu gái ngoại nhà mình bị đẩy đi biên ải, thì cho dù bỏ bạc thuê chút giang hồ nửa đường cướp người lại cũng được. Nhưng Khương Thượng Thư lại bị kín tin tức này, chờ phong thanh đến trong tai bọn họ thì lúc này đã chậm. Khương phu nhân ôm mẫu thân cũng rơi nước mắt như mưa. Mẫu thân, nữ nhi sống thật là khổ. Còn có A Ý đáng thương của con nữa. Nghĩ đến nữ nhi, Khương phu nhân lung tung lau hai hàng nước mắt, đứng dậy trực tiếp đi về phía quan tài đặt ở trong phòng. Người chết hơn 10 ngày, lúc này đang vào mùa thu khí trời chuyển lạnh, mùi hôi thối mới không nồng nặc. Chứ bỏ người thân cận quen thuộc, người khác căn bản nhận không ra, đấy rốt cuộc có phải là biểu tiểu thư chết oan uổng trong phủ hay không?
mấy vú già lớn tuổi đang dùng nước lau mặt cho người trong quan tài. Bên cạnh bày một bộ lăng đĩnh nhập thổ bằng tơ lụa. Khương phu nhân đẩy mấy vú già ra, chảy nước mắt muốn nhìn nữ nhi đã chết cùng mình lần cuối cùng. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bị phủ đầy những vết bàn khi chết thì ngơ ngẩn. Cũng không phải tướng mạo khi chết của nữ tử này khủng bố, mà là đây căn bản không phải nữ nhi của mình. Tiếng khóc của Khương phu nhân chợt ngừng lại, còn tưởng rằng là khi Sở Xương Bình nhặt xác nhận sai người. Tưởng tượng đến nữ nhi của mình còn ở quan ngoại không thể chôn cốt, trong lúc nhất thời vừa bi vừa tức, giống lên một tiếng: đây không phải A Ý nhà ta. Lúc này vú già bên cạnh đang mặc áo liệm cho nữ tử trong quan tài, còn tưởng rằng bà bi thương quá độ, không thể tiếp nhận sự thật này, chấn an nói: phu nhân nén bi thương, nghĩ theo hướng khác đi. Khương phu nhân không để ý tới các nàng, quay đầu liền đi ra ngoài phòng. Tam qua, huynh mang A Ý từ nơi nào về vậy? Sở Sương Bình bị Khương phu nhân hỏi đến ngây ngẩn cả người. Bên trong không phải A Ý. Khương phu nhân đỏ hồng mắt nói: nữ nhi của ta, đó là miếng thịt từ trên người ta rơi xuống, ta còn có thể không nhận ra? Lúc này mấy vú già trong phòng cũng đã sửa sang lại cho người trong quan tài xong rồi. Sở Sương Bình mấy ngày nay ngày đêm gấp rút lên đường, bị Khương phu nhân giống như vậy, đầu óc vốn dĩ mơ mơ màng màng, ẩn ẩn có chút chướng đau. Ông vào nhà tự mình đi xem, nhị lão Sở già cũng đi theo vào. Khương Ngôn Quy muốn vào theo thì bị Khương phu nhân đè lại. Chân con không tiện, đừng đi vào, bên trong không phải tỷ tỷ con. Khương phu nhân đau lòng nữ nhi nhà mình, sợ là con ở rừng núi hoang vắng nơi đất khách không thể sống mùa. Trong con người trống rỗng tĩnh mịch của Khương Ngôn Quy lại dâng lên vài tia gợn sóng. Người cứu cứu mang về không phải A tỷ của cậu, có phải là nói A tỷ của cậu còn có khả năng sống sót hay không? Trong phòng, sau khi nhị lão Sở gia thấy rõ người trong quan tài xong, Sở lão thái gia tức giận đến mức cho nhi tử hai bạt tai. Người làm cứu cứu kiểu gì vậy? Cháu gái ngoại nhà mình mà còn có thể nhận sai? Sở Dương Bình mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, trên mặt đều đã già đi vài tuổi. Giờ phút này chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn đau nhức. Sở lão phu nhân đau lòng nhi tử, khi Sở lão thái gia còn muốn động thủ đã bị Sở lão phu nhân ngăn cản lại. Đừng đánh, trong lòng Sương Bình cũng khổ. Sở Sương Bình lẩm bẩm nói: không có khả năng, ta đã nghe rõ ràng, trốn ở nơi đó rõ ràng chính là A Ý. Liêu Nam Vương biết được nàng xảy ra chuyện còn tặng quan tài hạ táng. Cái quan tài này chính là Liêu Nam Vương tặng. Lúc này bên ngoài lại có gã sai vặt truyền lời: lão gia, có thư của ngài. Hạ nhân biết Sở Sương Bình hồi phủ không nhiều lắm, lại đều là hạ nhân trung thành của Sở gia. Lão già mà gã sai vặt kêu tự nhiên là đang kêu Sở lão thái gia. Trong lòng Sở lão thái gia đang loạn, nào có tâm tư xem thư, lập tức liền nói: bỏ thư vào phòng đi, chút nữa ta lại xem. Bên ngoài, gã sai vặt nhìn thoáng có con dấu trên thư, kinh sợ nói: lão già, đây là thư từ Liêu Nam Vương phủ tới. Liêu Nam Vương phủ? Sở lão thái gia cùng lão phu nhân hai mặt nhìn nhau. Sở già bọn họ cùng vị Liêu Nam Vương quyền khinh triều dã tàn bạo nổi tiếng kia cũng không giao thoa. Sở Dương Bình nghe được bốn chữ Liêu Nam Vương phủ, trong lòng lại rùng mình, bước nhanh đi ra cửa phòng, đoạt lấy thư trong tay gã sai vặt mở ra. Trong phòng thư có đại ấn của Liêu Nam Vương, bọc một bức thư cùng một phòng thư nhỏ khác. Sở Dương Bình lướt nhanh xem xong bức thư kia, gần như là mừng như điên nói: A Ý còn sống. Nhị lão Sở già nghe vậy vội vàng từ trong phòng ra tới. Khương phu nhân một phen đoạt lấy bức thư trong tay Sở Dương Bình. Sau khi xem xong, trong lúc nhất thời cũng không biết là buồn hay vui. Vui không? Nữ nhi còn nhân thế, đương nhiên là vui mừng. Nhưng hoàng đế lập tức sẽ phải đối phó Sở gia, đây là tai ương diệt môn. Bà là một phụ nhân nội trạch, trước đó chưa bao giờ nghĩ tới loại tai họa này. Trước mắt sớm đã hoảng sợ, chỉ hoảng loạn nhìn huynh trưởng cùng một mẹ đẻ già với mình. Tam ca, bệ hạ muốn lấy tội danh huynh tự ý rời khỏi cương vị, ý đồ mưu phản chóc nã huynh, việc này phải làm thế nào cho phải? Nhưng vào lúc này, thân tín cùng Sở Sương Bình trở về, cũng từ trên đường nhận được tin tức, vội vàng tới báo cho ông. Tam gia, một đội cấm quân ra khỏi Tuyên Võ Môn, đi về hướng đại đạo bên này, ước chừng là hướng về phía chúng ta. Sở lão phu nhân mới biết được tin tức cháu gái ngoại còn ở nhân thế, không kịp vui mừng, bỗng nhiên biết được tai ương sợ là diệt môn này, chưa kịp bình tĩnh lại đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão phu nhân, phu nhân, mẫu thân. Trong lúc nhất thời, trong viện không lớn lại loạn thành một đoàn lần nữa.
Sở Dương Bình bấm nhân trung của Sở lão phu nhân mới khiến người tỉnh lại. Sở lão phu nhân hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn nhi tử mình đắc ý nhất, bi thống không kiềm chế được. Con của ta. Khương phu nhân khóc lóc tát cho mình hai cái. Trách con, đều do con. Nếu như lúc trước còn dạy dỗ A Ý là tốt, không nuông chiều nó, thì nó làm sao có gan lớn dùng loại thủ pháp bị ổi kia đối phó với Tích Tần nương nương trong cung. Điều là con gieo nên hậu quả xấu, là con đã từng khắt khe với Tích Tần nương nương. Con đi trước cửa cung dập đầu cho nàng, cầu nàng cho Sở gia một con đường sống. Nàng muốn mệnh của con cũng đưa. Sở Dương Bình giao bức thư nhỏ kia cho Khương phu nhân. Lúc này chớ nói lời ngu ngốc đó. A Ý đúng là có sai, nhưng tội không đến mức đó. Là hôn quân vô đạo, mượn có quỳ chết ở trước cửa cung thì hắn cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khương gia sau này mẹ con các muội cũng không về được. Sở gia có vô dụng đi chăng nữa thì vẫn nuôi nổi hai mẹ con các muội. Tên thất phu Khương Kính Ngàn kia sợ gây họa trên thân, có lẽ mấy ngày này sẽ viết thư hiếu thề với muội. Đây là thư A Ý gửi tới, muội cầm lấy đi, ta không thể giữ ở trong nhà được. Khi nói lời này, Sở Dương Bình lại nhìn thoáng qua nhị lão Sở gia, lúc này mới nói với Khương phu nhân. Nếu như ta không còn nữa, muội hay ta hiếu kính cha mẹ thật tốt. Chỉ một câu nói đã khiến cả nhà đều đỏ hốc mắt. Khương Ngôn Quỳ ngồi ở trên cáng, chưa bao giờ có một khoác thống hận hai chân tàn phế của chính mình như lúc này. Hai tay cậu nắm chặt sóng đỡ cáng, hốc mắt đỏ bừng. Cứu cứu! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập sau mới nhất và kết nối với mình qua fanpage và TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!